hoàng tử Harry công khai tuyên chiến với anh trai William. Trong trailer mới của loạt phim tài liệu, hoàng tử Harry cho biết gia đình hoàng gia sẵn lòng nói dối để bảo vệ hoàng tử William nhưng không quan tâm đến anh. Ngày 12 tháng 12, Harry và Meghan tung trailer mới nhá hàng cho phần tiếp theo lên sóng ngày 15 tháng 12. Phần 2 của loạt phim tài liệu gây tranh cãi tiếp tục là những lời buộc tội hoàng gia Anh bất công, hà khắc từ phía Harry và Meghan, cũng như trải lòng quyết định sang Mỹ định cư. Đáng nói, công tước xứ Sussex trực tiếp thể hiện sự bất mãn khi anh trai, hoàng tử William, được ưu ái hơn anh. Harry tuyên bố gia đình hoàng gia đang tuyển người để phổ biến những câu chuyện sai sự thật về anh và vợ. Họ vui vẻ nói dối để bảo vệ anh trai tôi nhưng họ không bao giờ sẵn sàng chia sẻ sự thật về chúng tôi, hoàng tử sinh năm 1984 cáo buộc. Trong khi đó, Meghan mô tả cuộc sống trong gia đình chồng, tôi không bị ném vào những con sói, tôi bị bầy sói ăn thịt. Đôi vợ chồng hoàng gia thoát ly gọi hành trình rời Vương quốc Anh sang Mỹ là chuyến bay tự do. Trailer cũng chiếu cảnh họ tươi cười bên hai con Archie, 3 tuổi và Lilibet, 1 tuổi trong ngôi nhà ở Montecito, California, Mỹ. Nơi này đã cho chúng tôi cơ hội để tạo ra ngôi nhà mà chúng tôi hằng mong muốn, cựu diễn viên 41 tuổi nói. Harry tiếp lời, tôi luôn cảm thấy như thể đây là cuộc chiến đáng để đấu tranh. Trước những lời buộc tội mới của Harry, nhà văn Tom Bowyer, chuyên viết tiểu sử Hoàng gia Anh, nhận định sự hợp tác nguy hiểm của Harry với Netflix phá hủy mối quan hệ của anh với anh trai. Ông cũng cho rằng mối bất hòa giữa Harry và William tạo ra hình ảnh xấu về nước Anh. Mẹ của họ, Diana, cũng phải kinh hoàng vì sự không trung thành của Harry. Sự rạn nứt đó không chỉ gây đau khổ cho William và vua Charles mà còn cho cả đất nước. Hình ảnh những anh em trai đấu đá nhau thật tồi tệ cho danh tiếng của anh trên toàn cầu, ông nói. Chuyên gia hoàng gia khác, Richard Fitzwilliams, đặt câu hỏi liệu những tuyên bố của vợ chồng Sussex có bước giật gân hóa để thu hút người xem hơn hay không. Ông yêu cầu Harry và Meghan đưa ra bằng chứng cho tuyên bố họ quyết định rời Anh đến Mỹ do lo ngại cấp bách cho sự an toàn. Bởi đưa ra phát ngôn như vậy đồng nghĩa phủ nhận năng lực làm việc của cơ quan phụ trách an ninh cho gia đình hoàng gia Anh. Trailer ngụ ý cặp đôi muốn chạy trốn khỏi London vì thiếu sự riêng tư và không được bảo vệ. Tuy nhiên, đại diện của Harry và Meghan lại phủ nhận điều đó. Tuyên bố thông báo rút lui khỏi hoàng gia của họ không đề cập gì đến quyền riêng tư và có nhắc lại mong muốn tiếp tục vai trò, nghĩa vụ công. Họ chọn chia sẻ câu chuyện của mình theo cách của họ, nhưng các phương tiện truyền thông lá cải tạo ra câu chuyện hoàn toàn sai sự thật tràn ngập báo chí và dư luận. Sự thật đang ở ngay trước mặt công chúng, thư ký báo chí của nhà Sussex Ashley Hansen trả lời New York Times. Trước đó, ba tập đầu của Harry và Meghan chủ yếu tập trung vào chuyện tình của cặp đôi nổi tiếng, từ khi quen nhau qua Instagram vào năm 2016 đến lời cầu hôn riêng tư năm 2017.